Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn 3 cây vũ nữ, tất cả đều có hương thơm, dễ trồng, ra bông quanh năm suốt tháng, và đặc biệt đó chính là 3 cây 3 màu khác nhau. Trong dòng lan vũ nữ thì có rất là nhiều loại khác nhau, để lựa những mặt bông đẹp và đặc biệt là có hương thơm thì rất là khó. Bữa nay mình sưu tầm được 3 cây, tất cả đều rất là thơm. Và cây thì mình chia sẻ với các bạn là cây nào cũng vậy, là có ngồng. Để một thời gian nữa các em sổ mặt bông thì các bạn sẽ nhìn được là cây mặt bông chính xác. Hôm nay đều đồng giá là 140.000 một chậu vũ nữ, bao gồm là vũ nữ ngọc nữ, vũ nữ Sari Babi hay thường gọi là sô cô la. Cây thứ ba đó chính là cây vũ nữ kẹo ngọt. Tất cả đều có ngồng hết đấy các bạn này. Đó, ngồng hết này. Và các em đều trồng trong giá thể là vỏ thông, rất là chắc chắn, khỏe mạnh. Mình sẽ đi chi tiết từng mặt bông một và nói cho các bạn xem là bông lâu tàn như thế nào nhé. Trước mặt các bạn đó chính là một trong những cây vũ nữ mà bên mình bán rất là mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong dòng vũ nữ. Đó chính là cây ngọc nữ. Ngọc nữ có một màu đặc biệt, đó chính là màu hồng, là màu chủ đạo. Và lưỡi của em nó có màu trắng và có pha chút xíu nữa, đó chính là màu vàng. Em này thì thuộc bộ là vũ nữ mili, nhưng mà em ấy ra bông rất là nhiều. Cây thì mình sẽ gửi cho các bạn là chắc chắn là cây sẽ có ngồng rồi. Và đặc biệt đó chính là bảo hành về chuẩn mặt bông. Em này chơi bông lên đến 60 ngày, hương thơm, dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Cây vũ nữ là cây mini nên vì vậy mà nó ra rất là nhiều ngồng. Cây thì mình sẽ gửi cho các bạn là cây ít nhất cũng phải được 2 ngồng. Đấy là ít nhất nhé. Ít nhất là cây phải được 2 ngồng như thế này này. Đó. Và trồng trong giá thể là vỏ thông, về các bạn chỉ việc bỏ cái cốc mổ ra, chúng ta đặt sang chậu và chèn thêm giá thể là xong thôi. Không cần phải bóc tách gì cả. Cây rất là nhiều giả hành. Đây, cây này nhìn qua được 3 ngồng này, 2 4 6 7 giả hành này. Ngọc nữ. Ngọc nữ mặt bông rất là đẹp, chủ đạo là màu hồng. Màu hồng, màu sáng. Hương thơm bay xa, dễ trồng. Cây ít nhất phải được 2 ngồng trở lên. Cây vũ nữ, nếu mà chúng ta ngọc nữ này chúng ta mà trồng mà đạt có cây ra tới đến chục ngồng các bạn. Rất là nhiều ngồng. Ngồng dài này. Các bạn thích ngồng dài thì bảo mình lựa cho ngồng dài, thích ngồng ngắn thì bảo mình lựa cho ngồng ngắn. Những cây này Tết các em lại sẽ cho ra một lần bông nữa. Rất là thơm và đặc biệt là màu rất là đẹp, là màu hồng. Cây thứ hai đó chính là cây vũ nữ Sari Babi hay thường gọi là vũ nữ sô cô la, bởi vì mặt bông của em đấy có mặt bông đó chính là màu sô cô la. Mình sẽ viết chữ sô cô la lên trên chậu. Cây này là cây thuộc bộ là thân giả hành to. Màu là màu sô cô la, hương thơm, bay xa và đặc biệt ngọng của em rất là dài, có thể dài tới đến tới 2 mét các bạn nhé. Ngọng rất là dài và phân nhánh. Đây cho bạn xem là mình có một cây cây này là cây Babi đây này. Đây mà cây Babi này của bên mình này, nó đang ra ngọng này. Nó phân nhánh rất là khủng khiếp. Nó mới ra được có 2 bông thôi, mình sẽ kéo cái vòi xuống cho bạn xem nhé. Đấy, nó phân nhánh này các bạn thấy không? Nó phân nhánh này. Mới ra được có 2 bông mà thôi. Màu chủ đạo đó chính là màu sô cô la và lưỡi thì là màu trắng, ở giữa thì có một chút xíu màu vàng. Mới ra được có 2 bông thôi, nó đang phân nhánh rất là khủng khiếp. Ui, cao 2 mét luôn. Em này chơi bông lên tới cũng 60 ngày. Babi mặt bông đẹp và đặc biệt đó chính là giả hành rất là to. Hầu như chơi vũ nữ hình như mình thấy ai cũng chơi cái cây Babi hay là cây sô cô la này cũng vậy. Giá là cũng 140.000 một chậu. Các bạn mà mua combo 3 cây vũ nữ hôm nay là mình sẽ miễn tiền ship cho các bạn. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây thì mang tính chất sưu tầm thì giá phí ship là 40.000. Các bạn cố gắng đi 3 cây, combo 3 cây nhé. Cây thứ ba đó chính là cây vũ nữ kẹo ngọt. Kẹo ngọt là dòng lan mới của năm nay. Mặt bông chủ đạo chính đó chính là màu đỏ, có chấm bi ở giữa. Em này là một bộ size trung bình, nhưng mà hương rất là thơm, bông em ấy. Cây này thì là thân thì nhỏ nhưng mà bông rất là to, rất là hay. Kẹo ngọt có ngồng đấy các bạn. Cây nào cũng có ngồng nhé. Ngồng ngắn thì ngồng dài mà thôi. Em này cũng giá là 140.000 một chậu. Mình sẽ viết chữ kẹo này. Rất là thơm, dòng này thơm lắm. Mặt bông lạ đẹp lắm. Đây ngồng dài này này, các bạn thích ngồng dài. Hết ngồng dài thì nó tàn, nó lại sang bên kẽ lá này. Đó. Có một điều đặc biệt là như thế này nè. Những cái dòng dendro đó thì chúng ta hay ghép. Đây này, dendro chúng ta hay ghép từng chậu vào với nhau. Nhưng mà riêng những cây vũ nữ đó thì các bạn không nên ghép nhé. Bởi vì cái dòng này nó đẻ rất là nhiều.
nó giống như cái bụi cỏ vậy. Nên vì vậy các bạn đừng có phí tiền mà chúng ta lên mua những cái cây này về chúng ta ghét. Chúng ta chỉ cần sưu tầm một chậu thôi, sang năm nó đẻ rất là nhiều, chúng ta lại phải bóc tách chậu ra. Nên vì vậy mà không lên mua để ghét nhá, mua ghét phí tiền các bạn. Đây là một cây vũ nữ, các bạn về chèn thêm là các bạn bóc cái cốc mồi ra, chúng ta cho sang chậu, chèn thêm than hoặc là vỏ thông, hoặc có thêm mút nữa thì các bạn để ở dưới này để cho thông thoáng thì cây sẽ khỏe mạnh, nó sẽ ra bông, nó phân nhánh. Đó. Rất là dễ trồng. Những hàng rừng thì một năm các em ra bông một lần và các em sẽ đi theo mùa, đến mùa ra bông thì các em mới cho ra bông. Còn riêng về những cây vũ nữ đó thì không cần phải theo mùa cả, cứ khỏe mạnh lúc nào ra bông lúc đó. Ba cây ba màu, hương thơm, dễ trồng, chơi bông 60 ngày. Và đặc biệt đó chính là rất là mắn đẻ, đẻ nhiều lắm. Bạn nào mà chưa có những cây vũ nữ, đặc biệt là ba cây thơm này nè, ngọc nữ này, sô cô la, kẹo ngọt thì liên hệ giúp Sóc Cò sẽ lựa cho các bạn những cây khỏe mạnh. Để Tết 2024 này chúng ta đón một cái Tết rất là nhiều bông. Ngọc nữ, cây rất là nhiều ngồng, rất nhiều ngồng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.